Để ứng phó với bão số 12 đang di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, ngày hôm nay nhiều tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển. Theo đó, các tàu thuyền phải dừng việc ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ và trên biển. Công tác ứng phó trên đất liền cũng đang được tích cực triển khai. Tại Phú Yên, bên cạnh ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi, lệnh cấm biển cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được xây dựng, có thông báo kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu của các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, tuyệt đối không cho người dân ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển. Mưa kéo dài và ảnh hưởng các đợt áp thấp bão nên từ đêm qua tại Phú Yên đã xảy ra sạt lở nhiều điểm và nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở lớn. Từ cơn bão số 7 đến nay đã ghi nhận tới 10 điểm sạt lở, uy hiếp nhiều khu dân cư và đường giao thông. Hiện các địa phương đã sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi dự báo mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng. Đồng thời, tỉnh Phú Yên cũng lên phương án đảm bảo an toàn hệ thống các hồ chứa, các vùng trũng thấp trên địa bàn khi có mưa lớn xảy ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay đã có công điện chỉ đạo ứng phó bão số 12 ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương này. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương thông báo và bắt buộc ngư dân rời lồng bè và tàu thuyền neo đậu trên biển để trở vào bờ trước 18 giờ chiều ngày 9 tháng 11 cho đến khi hết bão. Toàn bộ tàu thuyền du lịch, tàu đánh bắt hải sản trên các vùng biển Khánh Hòa kể từ 18 giờ chiều ngày 9 tháng 11 cũng đều phải ngưng mọi hoạt động. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, rà soát công trình, đặc biệt là dự án công trình xây dựng tại các khu vực đồi núi, chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động cũng như cư dân ở các khu vực lân cận dự án, tránh thiệt hại như cơn bão số 12 năm 2017. Kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Trước diễn biến của bão số 12, tỉnh Bình Định đã chỉ đạo khẩn trương tập trung khắc phục hàng chục điểm sạt lở để phòng chống các đợt mưa lũ sắp tới. Bão số 10 và 11 tuy không mạnh nhưng gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa to đã gây lũ ống cuốn trôi nhà cửa ở xã Vĩnh Kim. Trước diễn biến của bão số 12, tỉnh Bình Định chỉ đạo khẩn trương tập trung khắc phục hàng chục điểm sạt lở để phòng chống đợt mưa lũ sắp tới. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực tỉnh Bình Định, không khí lạnh tăng cường kết hợp với bão nên mưa lũ khó lường và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 11. Ở ven biển sẽ bị sạt lở, hư hỏng bờ kè, trong khi đó ở vùng trũng thấp ven sông sẽ bị ngập úng, người dân cần chú ý và sơ tán đến nơi an toàn. Lũ chồng lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh miền Trung. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An, theo thống kê lũ lụt đã gây thiệt hại gần 800 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê, đợt lũ lụt lịch sử vừa qua đã làm 10 người ở Nghệ An, 6 người bị thương, gần 800 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng nặng. Lũ lụt đã làm thiệt hại trên 15.000 ha diện tích lúa và hoa màu, hư hỏng hoàn toàn. Hàng trăm hecta cam bị thối và rụng quả, gần 1.300 con gia súc, trên 300.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Hơn 5.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng. Trong đó có gần 140.000 km đường nhựa và đường bê tông bị sạt lở. Tổng ước tính thiệt hại toàn tỉnh do mưa lũ gây ra là 716 tỷ 497 triệu đồng. Hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài chính sách và sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương thì rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng xã hội nhằm giúp cho người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 10, hiện nay nhiều địa phương ở miền Trung đang nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vì sạt lở. Nhiều lực lượng đã được huy động thêm để tham gia vào hoạt động này. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày hôm nay, công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My tiếp tục triển khai sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 10. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5, Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My cùng lực lượng xã Trà Leng chia làm 2 mũi tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện sông Chanh 2. Cùng ngày, hàng chục cano ghe thuyền cũng được huy động đến khu vực sông này. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cũng đang nối lại việc tìm kiếm những người còn mất tích tại vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị tham gia tìm kiếm bao gồm lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc và tăng cường từ tỉnh đội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, huyện đội Phước Sơn, Công an huyện Phước Sơn và các lực lượng dân quân tự vệ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã cơ bản khắc phục xong các tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết các tuyến đường quốc lộ 24, 24B, 24C, đường tỉnh, đường Dung Quất, Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa, Trường Sa đã cơ bản thông xe bước 1, đảm bảo xe qua lại được ở mức cơ bản. Do ảnh hưởng mưa kéo dài, những vị trí đã xử lý vẫn tiếp tục sạt lở với mức độ ít hơn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khắc phục. Tuyến DT626 Sơn Hà Trà Bồng có chiều dài 31,6 km, lượng đất đá sạt lở bồi lấp hơn 38.900 m khối đất đá, sạt lở 1 ta luy âm, 2.500 cây cối bị ngã đổ, ít nhất 6 km lề rãnh mặt đường bị hư hỏng, các hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, hiện máy móc phương tiện đang được huy động khẩn trương khắc phục để sớm thông xe trở lại. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn sẽ còn phức tạp, tuy nhiên nếu xảy ra sạt lở sẽ bố trí lực lượng và máy móc tập trung xử lý ngay để đảm bảo đi lại cho người dân cũng như công tác cứu trợ được kịp thời. Để bảo vệ sức khỏe và giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tận dụng tối đa mọi nguồn lực, tăng cường nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn, làm sạch nguồn nước, duy trì các hoạt động khám chữa bệnh nhằm kiểm soát dịch bệnh sau lũ. Sau lũ, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã cử đoàn công tác vào Quảng Bình để thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong vòng 2 ngày vừa qua, tổ công tác đã thăm khám được 4 điểm, hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân có nhu cầu. Các bác sĩ rất là nhiệt tình, tận tâm, hướng dẫn từng bước một và khám rất là kỹ. Bệnh viện cũng phải đã triển khai tất cả các bàn khám chuyên khoa, mang cả máy móc trang thiết bị và cùng có cả những thầy thuốc giỏi, có cả giáo phó, giáo sư, giáo tiến sĩ vào để khám cho bà con nhân dân bị vùng bão lũ. Tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo huy động các lực lượng triển khai dọn dẹp vệ sinh, xử lý bùn đất, rác thải môi trường sau lũ. Ngành y tế của tỉnh Quảng Bình cũng đã tận dụng mọi khu vực, điểm trống để hỗ trợ thăm khám cho bà con, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương làm sạch môi trường, nguồn nước khi nước rút. Tập trung cái việc là giám sát các cái ca bệnh trong cộng đồng sớm nhất để khi mà phát hiện ra được những cái ca bệnh sớm thì sẽ có bao vây dập và không để cho cái dịch bệnh nó phát sinh. Một mặt nữa thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng là cái đầu mối để mà chuẩn bị các cái loại thuốc, các cái chuyên khoa để khám cho bà con. Cũng cần phải tuyên truyền những công tác phòng chống dịch bệnh rồi phòng chống Covid trong cái thời điểm này. Chúng ta tập trung vào cái công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, mưa bão nhưng chúng ta cũng không quên cái công tác phòng chống Covid. Thiệt hại ước tính của ngành y tế tỉnh Quảng Bình sau lũ là 47 tỷ đồng. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh và máy móc, vật tư khám chữa bệnh bị hư hỏng. Hiện tỉnh Quảng Bình đang tập trung và vận dụng tối đa nguồn lực để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Cơn bão số 9 vừa đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho Bình Định. Hơn 5.600 căn nhà bị tốc mái, 71 căn nhà bị sập hoàn toàn. Sau bão, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi đã được chính quyền địa phương và cộng đồng chung tay hỗ trợ dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Sau cơn bão kinh hoàng, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Cửu Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, ngay sau khi bão tan đã được hàng xóm cùng các đoàn thể hỗ trợ kịp thời. Chồng bà làm nghề hái dừa thuê, chẳng may bị ngã gãy cột sống nên đã bị liệt, không kịp di tản tránh bão, đành phải ở lại trong căn nhà siêu vẹo. Cơn bão vừa đến, mái nhà của gia đình bà đã bị thổi bay. Chéo nó chạy lên rồi nó giác dán á, nó chi anh lại, đầu lấy gáo tắn anh lại anh luôn. Rồi lúc đó là này mau ướt, chịu ướt cho mà điều một cái là ví dụ tên nó có rớt xuống là cũng không có động anh. Con kêu gọi đoàn thể ở khu phố rồi cái đội tình nguyện của phường cũng xuống giúp đỡ ngày công, rồi kinh phí thì trước mắt là bà con là ủng hộ, đối tượng ảnh thì sẽ hỗ trợ đột xuất của cái kênh quỹ người nghèo của phường thì hỗ trợ một phần kinh phí, thì sắp tới thì sẽ hỗ trợ cho cái khoản này cho anh chị ổn định cuộc sống. Hai cháu Nguyễn Hữu Tiến Danh và Nguyễn Hữu Tiến Vương mồ côi mẹ đã 8 năm nay, cha các cháu cũng vừa mới mất cách đây 6 tháng. Trong cơn bão số 9, căn nhà của hai anh em đã bị gió giật tốc mái. Sau bão, bà con lối xóm cùng đoàn thể phường Tam Quan Nam đã đến giúp làm lại mái nhà cho hai anh em. Đợt chiều đầu thì cái nhà nó bão thì nó vỡ hết, nó tung hoành hết. Nào đây là cũng như kịp thời của các nhà, cũng như địa phương, các nhà hảo tâm là năm chém để mà sửa chữa chai chéo. Ủy ban nhân dân phường thì nó phối hợp với các hội đoàn thể là cũng nhanh chóng là hỗ trợ các cái
hộ mà có cái hoàn cảnh mà khó khăn, neo đơn, những cái gia đình trẻ em mồ côi cha mẹ. Trong cơn bão số 9 vừa qua, Bình Định có hơn 5.600 căn nhà bị tốc mái, 71 căn nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều ngư dân bị mất tích trên biển còn chưa được tìm thấy. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của địa phương, sự giúp sức và chia sẻ của cộng đồng đã góp phần động viên, xoa dịu nỗi đau cho người dân vùng bão lũ. Đối với căn nhà mà sập hoàn toàn thì chúng tôi đã hỗ trợ mỗi nhà là 40 triệu để người ta có điều kiện xây dựng và hoàn thành trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Đối với là số nhà mà bị tốc mái từ 30 đến 70% thì chúng tôi đang tập trung các lực lượng để mà khắc phục tạm thời. Để giảm thiểu sự mất mát, tổn thất của người dân mỗi mùa bão đến, không gì khác ngoài sự gia tăng phòng bị, cẩn trọng và trang bị đầy đủ những phương tiện giúp ngư dân sống sót và bớt tổn thất trong bão. Những ngôi nhà của người nghèo cần được kiên cố hóa để những phận người không còn phải liêu xiêu trong bão. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thông xe đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở dành riêng cho ô tô. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ san sẻ áp lực phương tiện cho tuyến đường dưới thấp. Kể từ ngày hôm nay mùng 9 tháng 11 thì tuyến đường Vành Đai 2 trên cao đã chính thức được thông xe. Tại tuyến đường này sẽ cấm các phương tiện như là xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ. Như vậy là sau hơn 2 năm kể từ tháng 4 năm 2018 thì tuyến đường Vành Đai 2 đã được đi vào khai thác. Dự án kéo dài khoảng 5 km, kéo dài từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Dự án đường Vành Đai 2 trên cao được kỳ vọng là sẽ làm giảm thiểu ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm nay tại tuyến đường Trường Chinh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tại hai đầu nút của dự án, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến đường Vành Đai 2 trên cao. Cụ thể, tại đây sẽ cấm các phương tiện trên đường Tây Sơn dưới thấp rẽ trái và đi thẳng qua nút giao ngã Tư Sở. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Tây Sơn rẽ phải liên tục ra đường Láng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường Láng để đi thẳng ra Trường Chinh hoặc rẽ phải liên tục ra Nguyễn Trãi. Ngay từ sáng sớm, các xe ô tô đã di chuyển trên cung đường mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC14, đến 9 giờ 30, lượng xe lưu thông trên đoạn tuyến này vẫn tương đối ít. Với phương án tổ chức giao thông này, có thể thấy áp lực giao thông trên đường Láng gia tăng. Trong khung giờ cao điểm, tốc độ thông thoát của phương tiện rất chậm. Sáng tắc nó vẫn đi rất vào đây, xe máy đi vào đây bởi vì qua cái ngã tư này tôi thấy nó không thông được. Nó ùn lại cái ngã tư này. Còn dưới kia vẫn thoáng, tất cả xe đổ về đây thì nó không kịp thông qua ngã tư này ấy, thì nó vẫn ùn, người ta vẫn đi trèo lên cái vỉa hè này, nói chung là không tác dụng gì mấy. Còn không biết sau này như thế nào, bây giờ trước mắt là hôm nay thấy nó vẫn thế. Theo thiết kế, xe ô tô sẽ được lưu thông với vận tốc 80 km/h trên đoạn tuyến đầu tiên của đường Vành Đai 2 trên cao. Trước khi đưa vào khai thác, đường Vành Đai 2 trên cao đã được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng từ hệ thống lan can cách âm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh và điều tiết phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này cho phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc sau thời gian phân luồng thí điểm.